Chào các bạn. Hôm nay mình chế một cái máy ken pin chạy bằng ắc quy. Đây là cái ắc quy 12V này của xe máy này. Đấy. Đây là tất cả những cái cấu tạo của nó. Tất cả những cái bộ phận của nó thì tôi đã chế sẵn đây rồi, bởi vì thời gian chế nó tương đối là lâu. Và bây giờ chỉ là phần lắp ráp thôi. Bộ phận của nó là nguồn điện ắc quy. Thứ hai nữa là cái dơ le đè này của xe máy này. Để lấy cái cũ nhưng mà chạy tốt là được. Và một số các thanh gỗ này. Thế thôi, dây. Rất là đơn giản. Thanh gỗ này là để làm cái cánh tay robot đồng mũi chấm. Rồi tôi lắp ráp nha.
sau thử nghiệm nhá, lắp xong rồi bắt đầu. Cái này nó có đàn hồi đấy chứ không phải là điện yếu á. Cứ điện yếu rồi, điện yếu các bạn. Điện yếu rồi. Không tiếp xúc không tốt nhỉ. Cái ắc quy này yếu rồi. Ắc quy này yếu. Ắc quy này yếu. Thôi để mai sạc. Bắt đầu thử nghiệm nhá. Bắt đầu thử nghiệm nào. Xem là chậm nó thế nào nào. Ôi, để ít quá. Không 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 dính mấy. Nóng đỏ lên. Đấy, dính này. Nhưng mà cái này nhọn quá nó thủng mất. Thủng mất thủng mất cái tôn. Nhọn quá. Cái này là tôi chạy bằng điện ắc quy nhá, điện ắc quy không phải điện không phải bằng biến thế. Nóng lắm, vẽ cái đấy không, nhưng mà cái này nó mỏng quá cháy. Cho cái này xem nhá. Cái này có thể dày hơn một chút này. Đấy. Chưa được. Cái này cũng mỏng quá. Mài đi một tí. Mỏng là nó cũng có cái cũng bé quá. Cũng một tôn. Cánh tay robot nắm đấm đây này. Nhưng mà vẫn hơi nhỏ. Nhưng mà cũng dính ngay. Rồi căn vào bi.